Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế phát động chiến dịch và bộ ảnh Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học. Bắt giữ đối tượng nổ súng khiến hai người thương vong ở Thái Nguyên. Huyện Ân Thi chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất cho năm học mới. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kêu gọi cộng đồng thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, ngày 26 tháng 8, Bộ Y tế đã phát đi thông điệp và bộ ảnh Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch truyền thông Niềm tin chiến thắng mà Bộ Y tế cùng các đơn vị phối hợp triển khai. Qua chiến dịch này, Bộ Y tế mong muốn cộng đồng cùng hưởng ứng bằng cách thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến nơi công cộng, đi trên các phương tiện giao thông, khi tới nơi đông người, đến cơ sở y tế và vệ sinh khẩu trang vải hàng ngày, thải bỏ, thu gom khẩu trang y tế đúng nơi quy định. Cùng với đó là chụp một vài bức ảnh khi bạn đeo khẩu trang phòng dịch và chia sẻ ngay với bạn bè trên các mạng xã hội cùng hashtag Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang, Bộ Y tế, Niềm tin chiến thắng. Để cộng đồng cùng nhau chung tay xây dựng thói quen mới, chung sống an toàn với dịch và vững tin Việt Nam quyết thắng dịch bệnh này. Liên quan đến việc một công dân trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng được phía Hàn Quốc xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tối ngày 26 tháng 8, Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Hóa học Bộ Tư lệnh Quân khu 3 triển khai phun khử trùng. Các đơn vị đã triển khai một xe tiêu tẩy, một xe tét nước khử trùng tại các tuyến phố chính trên địa bàn quận Đồ Sơn. Sở Y tế Hải Phòng cho biết 25 trường hợp F1 liên quan đến đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Tại khu vực phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn đã thành lập thêm 7 chốt kiểm soát y tế, đồng thời yêu cầu người dân tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu tại một số phường trọng điểm. Từ ngày 12 tháng 8 đến nay, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra 10 cơ sở y tế gồm các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện và trung tâm y tế, đánh giá thực trạng kết quả tổ chức triển khai các quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xác định những vấn đề cần ưu tiên đảm bảo an toàn trong hoạt động khám chữa bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động thực hiện nghiêm túc các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế như thành lập các khu điều trị, cách ly, bố trí bàn tiếp nhận và phân loại, phân luồng người bệnh đến khám, bố trí buồng khám sàng lọc, cách ly cho ca bệnh nghi ngờ, bố trí nhân lực trực, chuẩn bị các điều kiện cơ bản về máy móc, phương tiện, trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế, cơ số thuốc men và đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Tất cả các đơn vị cơ sở y tế đều đạt số điểm từ 68 đến 75 điểm, là điểm đánh giá bệnh viện an toàn theo tiêu chí của Bộ Y tế. Liên tục trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đều công bố số liệu doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và phá sản ở mức cao nhất từ trước đến nay. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Vào thời điểm này năm ngoái, 10 nhân viên của doanh nghiệp này làm không hết việc. Khách book tour trong nước và nước ngoài đều hết sức sôi động. Nhưng dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải ngừng lại. Lãnh đạo doanh nghiệp đã phải tìm hướng kinh doanh mới để cố gắng duy trì hoạt động. Thanh Hóa nửa đầu năm 2020, hơn 600 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giải thể. Thành phố Hồ Chí Minh, 21.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động giải thể vì COVID-19. Hơn 5.300 doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long ngừng hoạt động và giải thể. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi tháng cả nước có hơn 9.000 doanh nghiệp đóng cửa. Nhiều chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tới hoạt động của các doanh nghiệp. Tác động rất mạnh ở đây có thể dưới rất nhiều khía cạnh, ví dụ như họ giảm doanh thu, thậm chí giảm đến 70-80%. Hoặc là giảm đến 20-30%, tức là giảm một số lượng lớn doanh thu, buộc phải cắt giảm lao động, buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc buộc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh. Hiện chính phủ đang xem xét gói hỗ trợ lần 2 cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với mức hỗ trợ khoảng 70-90.000 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ tháng 9 tới. Nhiều chuyên gia cho rằng việc hỗ trợ là rất cần thiết để phục hồi doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phân loại rõ các đối tượng để có những mức hỗ trợ phù hợp và hiệu quả.
Tiếp nối thành công và ý nghĩa của cây ATM khẩu trang miễn phí ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thời gian gần đây, Hà Nội cũng đã xuất hiện cây ATM tương tự, qua đó góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Không cần thực hiện bất cứ một thao tác nào, chỉ cần nhìn thẳng vào camera của máy ATM là người dân đã có thể rút cho mình những chiếc khẩu trang. Tôi thấy là khi mà có những cái cây ATM này ra thì rất là giúp ích cho những người dân trong mùa dịch này. Cây ATM này hiện đang được đặt tại số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, phục vụ người dân từ 8 đến 17 giờ vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần đến khi hết 45.000 chiếc. Mọi người dân thì đều có thể được nhận khẩu trang miễn phí và mỗi lần thì mọi người nhận được là 6 chiếc, tức là chia làm 2 túi, mỗi túi 3 chiếc. Và ở đây thì chúng tôi cũng có giãn cách xã hội rất là kỹ càng, là có những cái vạch để cho mọi người đứng xếp hàng. Đấy là không chỉ là bớt lo lắng đâu mà nó là cái sự nhắc nhở nữa. Mình đi và mình nhìn thấy, mình vẫn luôn nhớ rằng là cái dịch nó vẫn đang diễn biến phức tạp, nên là mới có những cái ATM như thế này. Thì nó góp phần nhắc nhở mình thêm. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội cũng đã xuất hiện những cây ATM khẩu trang miễn phí mini như thế này. Sự tồn tại của những cây ATM khẩu trang không chỉ mang lại sự tiện lợi mà như một lời nhắc nhở với mỗi người khi ra đường. Đó là hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những việc làm hành động thiết thực. Sau 14 ngày thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, gần 850 công dân trở về từ các vùng dịch trong cả nước đã hoàn thành thời gian cách ly, giám sát y tế và được trở về địa phương. Qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm, đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 847 công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi được xác định hoàn toàn khỏe mạnh và yên tâm rời Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô để trở về địa phương. Thì ngoài công tác là đảm bảo cách ly theo quy định của nhà nước, thì đoàn chăm sóc anh em từ cái ăn cái ngủ, nhắc nhở và hàng ngày là hai lần đo cái nhiệt độ, phát khẩu trang để bảo đảm cái công tác cách ly là có hiệu quả nhất. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Thành phố Hà Nội, trong hai ngày 12 và 13 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận 847 công dân về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Công tác tiếp nhận, kiểm tra y tế được cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh thực hiện nghiêm túc, chu đáo từ khi máy bay hạ cánh cho đến khi các công dân về tới khu cách ly. Trong thời gian 14 ngày vừa qua, thì đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với lực lượng y tế của thị xã Sơn Tây thực hiện đúng các quy định quy trình của Bộ Y tế và của Sở Y tế Thành phố Hà Nội, đặc biệt là các quy định của khu cách ly, tổ chức chăm sóc phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hết sức là chú đáo và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trở về địa phương, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức đưa công dân đến bến xe Sơn Tây, bến xe Mỹ Đình và sân bay Nội Bài. Từ các điểm này, công dân sẽ được người nhà tới đón hoặc đi xe khách để trở về nhà. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nghề thuốc nam của người dân tộc Sao tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội với hàng trăm năm lịch sử phát triển, có tới 98% dân cư tại đây là thuộc người Sao. Họ mưu sinh chủ yếu bằng nghề thuốc nam với những bài thuốc gia truyền nhiều đời. Đó là bí quyết khiến làng nghề thuốc nam vẫn tồn tại và phát triển trước sự tiến bộ của y khoa hiện đại. Cả một đời tâm đức với nghề chữa bệnh cho người dân, giúp cho người bệnh vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần. Lương y Triệu Thị Lan đã cứu chữa cho hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Giờ đây tuổi đã cao, lương y Triệu Thị Lan chính thức truyền hết y bát, y đạo cho người con gái bà thân thương nhất. Chị là lương y Triệu Thu Hà, là người kế nhiệm đời thứ 5 của dòng họ Triệu, người dân tộc Sao tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Tuổi trẻ, tài cao, tư duy đổi mới và nhiều sáng tạo. Nhưng để nối được nghiệp của mẹ, chị Hà cũng phải dành trọn 40 năm bên mẹ để kế thừa những tinh hoa y dược của gia tộc họ Triệu.
Về từ bé là tôi đã theo mẹ lấy thuốc, cho nên là mẹ cứ chỉ vào cái nào là chữa về bệnh gì là tôi nhập tâm ngay từ lúc đấy rồi. Cho nên là nó cứ in sâu mãi trong bây giờ tôi gần 50 tuổi nhưng mà tôi vẫn in sâu những cái gì mẹ dặn từ ngày trước. Cho nên là tôi học thuốc rất là nhanh. Đấy, bây giờ tôi sẽ học hết tất cả những cái thuốc của mẹ tôi sẽ truyền lại cho tôi. Tuổi cao sức yếu tôi muốn truyền lại cho con gái tôi để nối nghiệp cái thuốc gia truyền của gia đình tôi. Để chữa bệnh đau xương khớp cho tất cả các bệnh nhân mà không may bị chứng bệnh đau xương khớp khắp miền Tổ quốc. Kế thừa di sản y học của dòng tộc, Lương Y Triệu Thu Hà đã nhận thấy cần phải thay đổi theo nền y học hiện đại và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ trong gia đình. Ngay trong cách bào chế những loại thuốc của gia đình, chị Hà đã đưa ra những sáng tạo để phù hợp với cuộc sống ngày nay. Chị đã chuyển hóa một số loại thuốc sang dạng cao, dạng viên, dạng nước để phù hợp với nhiều đối tượng người bệnh khác nhau. Nói chung là nghe thuốc dân tộc Dao ở trên này dùng tốt và không có hại gì đến, không có nhiều tác dụng phụ, không có hại gì cho sức khỏe. Thì em muốn tìm đến để tìm đúng thuốc, đúng bệnh của mình xem có khỏi được không. Tôi năm nay là 65 tuổi, thế tôi là bị đau nhức khổ lắm, đau hết tất cả, đau loãng xương rồi thoái hóa hết mới lại tiền đình. Thế thì coi như là mách mới bảo đi lên trên này, mà lấy thuốc ở trên này, thế là tôi lên tôi lại đi chợ ở khu vực trên này nữa. Thế là mới vào đấy lấy thì uống thuốc ở đấy từ ngày giờ là đỡ khổ. Người Dao xưa có phong tục rất đẹp là chỉ cứu người, không lấy tiền. Ai khỏi bệnh thì đến nhà thầy lang cúng lễ tạ ơn tổ tiên. Dần dần, danh tiếng của thuốc dân tộc Dao lan xa, nghề thuốc trở thành kế sinh nhai. Các thầy lang ở Ba Vì lại lặn lội trên những nẻo đường để bán thuốc cứu người. Là toàn xã, là thành một cái xã thuốc nam. Đặc biệt ở đây thì có một số các cái hộ gia đình là đi sâu vào cây thuốc nam. Thế thì ở đây thì gia đình của bà Triệu Thị Thu Hà với lại bà Triệu Thị Lan thì là có cái nghề truyền thống cách đây được 5 đời, 6 đời rồi. Và nói tóm lại là cái việc mà của các bà ấy làm về cái nghề thuốc nam bốc thuốc rất là hiệu quả. Ngày nay, với nền y học cổ truyền lâu đời lại sống gần các khu du lịch nổi tiếng như Ao Vua, Khoang Xanh, người Dao ở Ba Vì đang nắm trong tay tiềm năng lớn về phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái và những phương thuốc chữa bệnh hiệu quả từ những thảo dược quý trên rừng. Nhằm siết chặt công tác thu chi năm học 2020-2021, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa gửi văn bản tới các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định, không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo văn bản, có 7 khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, gồm bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh trường, lớp, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Văn bản cũng nêu rõ việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học. Điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5-7 điểm, trong đó số bài thi nhiều nhất tập trung ở khoảng 5,5-7,5 điểm. Cụ thể, môn toán đa số thí sinh đạt 7-8 điểm, trong đó có 273 thí sinh đạt điểm 10, trong khi đó môn ngữ văn chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10, phần lớn đạt 7 điểm. Điểm trung bình của môn lý là 6,72 điểm, hóa học là 7,75 điểm, sinh học là 5,25 điểm và lịch sử 5,19. Đây là kết quả khả quan hơn so với các năm trước. Các môn thi khác phổ điểm cũng tập trung ở khoảng từ 5,5-7,5 điểm, không có tình trạng mưa điểm 10 như dư luận phỏng đoán trước đó. Nhìn từ phổ điểm này, đề thi các môn đều đã đạt được mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo với số điểm này, kết quả xét tuyển đại học sẽ tăng mạnh. Thí sinh căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, tăng cơ hội đỗ đại học.
Ngày khai giảng đang đến rất gần. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh vào năm học mới. Thay vì học tại các điểm lẻ trong 6 thôn của xã như trước đây, năm học mới này, cô và trò trường mầm non xã Bắc Sơn sẽ có ngôi trường mới khang trang với quy mô rộng trên 3.000 m2. Hiện nay, các hạng mục của công trình đang được gấp rút thực hiện, đảm bảo tiến độ để bàn giao cho nhà trường đi vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Công việc trang trí 6 phòng học mới và sáng tạo đồ chơi cho trẻ cũng được tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường khẩn trương hoàn thiện. Trước đây, về cơ sở vật chất là nhà trường có rất là nhiều điểm lẻ, được sự quan tâm của các cấp các ngành thì đã xây dựng cho nhà trường được khu trung tâm, cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục làm cái công tác tăng cường phòng chống dịch COVID-19 để đón các con vào lớp. Trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông được xây mới với 24 phòng học, 8 phòng bộ môn, nhà hiệu bộ và nhà tập đa năng cũng được đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngoài ra còn có trường Trung học cơ sở Đa Lộc cũng được xây mới với 16 phòng học, 8 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ. Các đơn vị nhà trường, địa phương, các xã, thị trấn rất là quan tâm trong cái việc huy động xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất, làm rất tốt cái công tác rà soát và đang tích cực trong cái việc xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ cho năm học mới. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016 đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020, huyện Ân Thi và các xã thị trấn đã đầu tư xây mới 2 trường trung học cơ sở, ra xây mới sửa chữa, nâng cấp 124 phòng học bộ môn cho 13 trường và xây dựng nhà vệ sinh lán xe cho 6 trường. Đến năm 2020, huyện Ân Thi hỗ trợ mua sắm đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Với các nguồn lực từ cấp trên, của địa phương và sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức, cơ sở vật chất, trường lớp tại huyện Ân Thi, những năm gần đây được thay đổi rõ rệt, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ liên quan và thống nhất giữ nguyên thời hạn bằng lái xe 10 năm thay vì rút xuống 5 năm. Đây chắc hẳn sẽ là một thông tin mà chúng ta rất quan tâm. Theo đó, quá trình xây dựng dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban soạn thảo đưa ra nhiều phương án quản lý tài xế, trong đó có đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe dưới 9 chỗ ngồi và xe tải loại 3,5 tấn từ 10 năm xuống còn 5 năm. Mục đích của đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe là để quản lý tốt hơn sức khỏe của tài xế. Đây là đề xuất được đưa ra để lấy ý kiến người dân, cơ quan chuyên môn và chuyên gia. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công an nhận thấy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được xây dựng và sự liên thông dữ liệu của các bộ ngành khác nhau nên đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe xuống còn 5 năm không còn cần thiết. Vì vậy sẽ rút đề xuất này khỏi dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng với bị can Trương Ngọc Khởi, sinh năm 1973, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, và Đinh Thị Nội, sinh năm 1987, công chức địa chính xây dựng xã Tú Thịnh, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng để thu thập chứng cứ liên quan, để điều tra hành vi lập khống chứng từ trong quá trình cải tạo trụ sở xã. Gần 4 giờ xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú, sinh năm 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, là hung thủ gây ra vụ án trên, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt. Trước đó khoảng 20 giờ 05 ngày 26 tháng 8 tại tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị Trần Thị Phương Trang, sinh năm 1987, trú tại 19 phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, và anh Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, là chồng đã ly hôn của chị Trang. Sau đó thuê taxi đi về tỉnh Bắc Giang bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến Trang tử vong, anh Tùng bị thương nặng và lực lượng công an đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng tới điều tra truy bắt đối tượng. Tới 23 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được đối tượng tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyên nhân ban đầu Tú khai nhận là do mâu thuẫn nợ nần với chị Trang nên đã có hành vi trên. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Thực hiện